Xin chào các bạn. Hôm nay tôi sẽ làm cái video hướng dẫn về cách gì nhỉ? Gọi là cài đặt Python trong Ubuntu. Thì ở trong Ubuntu các bạn mở Firefox ra và các bạn sẽ gõ vào đây là Python, Python chẳng hạn. Enter. Và các bạn vào download Python. Đây, tóm lại là các bạn vào đây nhé. Và ấn download Python. Và các bạn ấn save file. Ok. Đây này, ở chỗ này tôi là 8 giây này. Rất nhanh đúng không? Rất nhanh. 6 giây này, 5 giây này. Rồi các bạn nhìn thấy không? Chúng ta ấn vào đây nhé. Show on. Và chúng ta click vào đây thôi. 62 MB đang rất nhanh đúng không? Bây giờ chúng ta đang ở trong download đúng không? Các bạn có thể ấn vào chỗ này này. Các bạn nhìn thấy download, tên thư mục download của mình. Và bây giờ các bạn phải làm gì? Đầu tiên là các bạn click vào đây, chuột phải, extract here. Như vậy là các bạn thấy ở trong này, đây là cái file như kiểu chấm zip nhé, file nén này. Còn đây là nó sản nén thành thư mục. Và bây giờ thì chúng ta phải vào cái tab Mina. Tab Mina, nếu mà các bạn không tìm được tab Mina thì các bạn gõ vào trong Ubuntu, các bạn gõ tab Mina đúng không? Thì tôi đã, các bạn click nó vào đây thôi. Thì chúng ta giờ bật tab Mina này đúng không? Thì bây giờ chúng ta làm gì? Chúng ta sẽ phải dùng cái là sudo và su, bởi vì chúng ta đây là dùng cái quyền của admin đúng không? Và tôi gõ mật khẩu của tôi vào. Và tôi đã có như vậy là tôi đã dùng cái tab Mina với cái quyền của admin ấy. Và bây giờ chúng ta sẽ thử xem là cd, chúng ta thử ra thư mục ngoài ra là chúng ta ls, chúng ta xem Ubuntu nó như thế nó cấu trúc như thế nào đúng không? Và chúng ta thấy ở ngoài này nó có cái thư mục home này đấy. Thì chúng ta vừa ở home đấy, nhưng mà thôi chúng ta sẽ xem nó rất nhiều thứ, nhưng mà chúng ta sẽ làm quen với cái cách của Ubuntu. Và chúng ta sẽ cd lại vào home, và tất nhiên là trong home thì có gì đúng không? Enter. Và chúng ta ls lên thì chúng ta sẽ thấy nó có mấy thứ mục này, desktop để download, thì chúng ta để nó trong download thì chúng ta cd. Nhớ là các bạn phải dùng, các bạn chỉ cần gõ ba chữ đầu thôi, bởi vì nó có down thì nó có document, thì các bạn phải có và các bạn ấn tab một cái thì nó vào download. Enter. Và các bạn ls lên thì các bạn thấy nó có, đây là thư mục Python này và đây là cái file zip này đúng không? Thì bây giờ chúng ta vào cái thư mục cd Python nhé, cd file và ấn tab đúng không ạ? Enter. Và chúng ta vào ls để chúng ta nhìn xem nó có cái gì. Có vẻ như là tôi nên mở rộng toàn bộ cái thư mục này ra nhé. Và ls là nó, và chúng ta thấy nó có một số file. Bây giờ thì các bạn phải dùng cái lệnh này, các bạn chạy cái gọi là chấm chéo configure enter này. Và các bạn thấy nó làm rất nhanh cả. Các bạn phải chờ nó mất một chút đấy nhá. Sau cái lệnh configure này thì các bạn phải mách nữa. Nói chung cái này nó so với Windows thì chúng ta thấy nó có vẻ khó hơn, nó phức tạp hơn Windows nhiều bước hơn, nhưng mà tôi thấy nếu mà quen cũng dễ. Tôi cũng rất thích làm việc với Ubuntu, và đây tôi đang làm với việc với Ubuntu ở trong Windows. Tôi chạy VMware, đây là Windows. Và nếu mà các bạn mới làm quen với Ubuntu chưa thạo thì tôi nghĩ là các bạn nên có một cái môi trường máy ảo như thế này, thì các bạn có thể lúc qua lúc lại giữa Ubuntu và Windows một cách rất là dễ dàng đúng không? Đây các bạn nhìn thấy, đây tôi cài VMware và
đây là bên này là Windows này, và vào đây này là VMware, là Ubuntu. Nếu mình chưa thạo lắm thì mình cứ chuyển qua chuyển lại như thế, lúc mình cần tra cứu ở trên Windows cũng được, và lúc mà các bạn vào trong VMware. Và tôi cảm thấy ở trong VMware nó chạy rất tốt. Hồi trước tôi có cài VirtualBox nhưng mà tôi thấy VMware chạy hay hơn. Và tôi cũng thử với nhiều cái cách cài đặt, thì tôi nghĩ là cái cách cài với, ví dụ cài đặt song hành với Windows 8 chẳng hạn, đây tôi đang cài VMware trong Windows 8, và cái cách mà chạy với VMware tôi cũng đang thử, và tôi thấy cảm thấy rất thoải mái, gần như là một cái máy thực tế, máy ảo nhưng mà gần như là máy thực tế. Và bây giờ chúng ta tiếp tục nè, nó đã làm xong cái bước config rồi, bây giờ chúng ta dùng một lệnh là make này, chúng ta lấy make file này, và bây giờ chúng ta make này, và chúng ta lại cho nó một chút thời gian đúng không? Cho nó một chút thời gian, tôi nghĩ cái máy của tôi là cái cấu hình nó cũng khá tốt, tức là tôi chạy với cái cấu hình nó gọi là Core 7 đấy, và 16GB RAM, thành ra là nó chắc là bình thường các máy khác nó cũng chạy ngon thôi. Nhưng mà nói chung là khi mà các bạn chạy máy ảo thì cái cấu hình của các bạn nó cũng phải mạnh mạnh một chút. Như vậy mất khoảng 1-2 phút thì đấy, hoặc là 3 phút, 4 phút thì đấy, thì các bạn sẽ chắc phải được 3 phút đấy. Thì các bạn đã, nó đã cái make xong rồi, bây giờ thì tôi nghĩ là chúng ta có thể chạy Python ở đây. Các bạn có thể chạy nó ở chỗ nào, bất kỳ chỗ nào. Ví dụ chúng ta thử chạy Python đó. Và như vậy các nhìn thấy, các bạn nhìn thấy cái dấu của ba của Python đây rồi. Và chúng ta thì có 2 cộng với 6 chẳng hạn, 2 cộng 9 Enter nó bằng 11. Như vậy là chúng ta đã thành công. Và để ra khỏi nó thì các bạn ấn Ctrl Z, và như vậy các bạn đã ra khỏi Python. Để mà clear màn hình thì các bạn ấn clear enter, và chúng ta có cái màn hình rất sạch. Và như vậy là tôi đã làm xong cái video này. Ok.